Rồi, chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì mình đang đại tu cái động ca và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video. Mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em về cái cách chúng ta lắp ráp một cái bộ hơi hay là gọi là cái bộ bích tông xi lanh, ắc bích tông thanh truyền nó như thế nào để cho nó chuẩn ha. Và một cái số lưu ý nhỏ để các anh em mình làm và chúng ta làm như thế nào cho nó chuẩn ha. Ví dụ giống như là trường hợp mà chúng ta đạt cái miệng sắc mang này ha, miệng sắc mang nó theo cái chiều nào là đúng ha, chiều nào là sai ha, những cái lưu ý khi mà chúng ta lắp cái sắc mang đó, ví dụ như vậy. Và mình sẽ nói trong cái video này toàn bộ để cho các anh em mình xem ha. Anh em nào xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình. Và cái kênh của mình là mình sẽ chia sẻ những cái điều về cái động cơ đốc trang và những vấn đề về ô tô để cho tất cả các anh em mình xem ha. Các bạn sinh viên và các anh em mình muốn học nghề thì xem là sẽ biết được ha. Bên mình cũng có bán một số vật tư, phụ tùng vật tư của hãng Dell, hãng Hyundai và hệ thống phanh khi nén. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 998 100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Ở video lần trước thì mình cũng đã nói về cái sơ bộ và cái cấu tạo và thành phần của cái bộ bích tông, ắc bích tông, thanh truyền và xi lanh rồi ha. Anh em chưa xem video đó hãy đón xem video đó. Video đó rất là chi tiết rồi, rất là ok rồi ha. Các anh em mình hãy xem cái video đó và chúng ta sẽ nắm được sơ bộ qua về cái những cái bộ phận này nó như thế nào, cấu tạo như thế nào, nguyên lý hoạt động như thế nào ha, thành phần như thế nào. Đấy, những cái lưu ý gì trong cái video đó để các anh em mình có những cái trải nghiệm, để có những cái kiến thức để chúng ta có thể sửa chữa được ô tô ha. Bây giờ chúng ta vào việc thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Đây là cái bộ sắc mang ha. Sắc mang thì nó sẽ có sắc mang hơi và sắc mang dầu. Đây là bộ sắc mang dầu nè các anh em. Đây, mình đang cầm trên tay là cái sắc mang dầu ha. Đấy là một bộ nó phải như thế này ha. Còn trên này là sẽ là sắc mang hơi. Hai cái sắc mang này là hai cái sắc mang hơi hết ha. Đối với cái việc mà chúng ta lắp sắc mang thì các anh em mình không biết là cái sắc mang nào nằm trên hay cái nào nằm dưới ha. Đối với cái loại mà nó nhiều sắc mang thì chúng ta cũng không có thể biết được. Thì cái mình muốn nói ở đây là các anh em mình hãy biết được là cái tiết diện. Đây, nhìn vào cái tiết diện này các anh em. Đây, các anh em mình thấy không? Đây là được gọi là cái tiết diện của sắc mang. Nhìn vào đây ha. Đây, để mình để lại gần cho các anh em mình biết. Đây, tiết diện này là tiết diện hình chữ nhật được vắt rãnh ngay chỗ này nữa ha. Đây, tiết diện hình chữ nhật. Đấy. Còn tiết diện này là tiết diện hình thon. Đây, các anh em mình thấy không? Đây là hình thon ha. Đấy, hình thon. Nó giống như hình thon, được gọi là tiết diện hình thon ha. Sắc mang nhất thì các anh em đều biết rồi ha. Sắc mang nhất là rất dễ dàng biết được. Là vậy, trong ba hai sắc mang này, cái nào là sắc mang khí đầu tiên trên khi mà chúng ta lắp lên đỉnh bích tông. Thì các anh em mình có một mẹo, đó là các anh em mình hãy thả cái sắc mang này vào thép này. Các anh em mình nghe tiếng không? Đó, tiếng đó là tiếng đầu tiên á. Cái này, các anh em mình nghe tiếng không? Bạch 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 nè. Ha, còn cái này rất là thanh nè. Đấy, là chứng tỏ cái này sẽ là cái nằm đầu tiên ha. Đấy, cái này cái nằm thứ hai. Đó, đó là một mẹo nha. Cái mẹo thứ hai, các anh em mình hãy nhìn vào cái tiết diện này ha, tiết diện của sắc mang này. Đấy. Ví dụ ở đây tiết diện hình thon thì các anh em mình hãy co trên cái rãnh này này. Đây, trên cái rãnh bích tông này. Các anh em mình hãy nhìn vào đây. Đây, nhìn vào đây nha. Các anh em mình có thấy rõ đây là tiết diện hình thon không? Nhìn vào, nó là hình thon ha. Dưới đây đây nhỏ này, đây trên đây đây lớn này. Đấy. Còn tiết diện tiếp theo, đây là tiết diện hình chữ nhật này. Đấy, các anh em mình thấy không? Đây tiết diện hình chữ nhật ha. Để mình để lại gần cho anh em biết. Còn dưới đây là sắc mang dầu, sắc mang nhất á ha. Đó. Thì các anh em mình chỉ cần có thể nhìn được tiết diện sắc mang là chúng ta có thể biết được là cái sắc mang đó nằm ở vị trí nào rồi ha. Đó. Thì đó là những cái kiến thức thực tế nhất mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh ha. Đấy. Thì các anh em mình muốn mua phụ tùng vật tư thì hãy liên hệ với bên mình ha. Những cái đồ ở đây là những đồ chính hãng của hãng Tata Deal ha. Cái bước tiếp theo, trước khi ráp vào cái bích tông này này thì các anh em mình hãy có một cái động tác nữa được gọi là động tác đo kiểm sắc mang ha, khe hở miệng. Đây, các anh em mình hãy đo như thế này. Các anh em mình hãy xem cách mình thao tác ha. Ví dụ đây là cái sắc mang đầu tiên ha, sắc mang đầu tiên. Chúng ta đo, chúng ta hãy để đây này nha. Đây, cái miệng này chúng ta để xuống này. Đấy. Chừng đừng để như thế này ha. Để như thế này, để xuống này, nhấn vào ha, nhấn vào. Sau đó lật qua như thế này hoặc là lật lại như thế này tùy nha. Các anh em do tiết diện hình thon, các anh em muốn để sau để. Sau đó các anh em lấy cái đỉnh bích tông này này. Đây. Hãy cầm vào cái ắc bích tông này này.
nhấn vào ha, nhấn vào đây, đẩy xuống ha, đẩy cho nó bàn xuống. Rồi sau đó các anh em mình hãy nhìn cái sản phẩm đây, đây là cái vòng orange, vòng sắc mang nó đã nằm trong này rồi. Sau khi mà các anh em mình đã nó nằm như thế này rồi thì chúng ta hãy nhìn, nhìn ha, nhìn xung quanh này này, nhìn xung quanh này. Đó, nó có ánh sáng lọt qua hay không nha. Nếu mà có ánh sáng lọt qua là có nghĩa là nó tiếp xúc vẫn chưa tốt nha các anh em. Có nghĩa rằng là cái xi lanh và cái sắc mang này phải có thời gian chạy ra, chạy rô đai á thì nó mới khít lại được ha. Đó, cho nên các anh em mình lưu ý cái sắc mang nào mà các anh em mình nhìn mà các anh em mình lắp máy mà chúng ta thấy cái khe hở sáng này này mà nó sáng nhiều á, sáng nhiều là chứng tỏ là cái động cơ đó phải nổ chạy ra nó nhiều vào thì nó mới mài mòn, nó mới hai cái nó mới khít lại được thì nó không bị đổ hơi ha. Rồi tiếp theo là các anh em mình hãy đo cái khe hở miệng này. Đây được gọi là khe hở miệng sắc mang. Cái khe hở miệng này là chính là khe hở nhiệt ha, các anh em mình hãy lưu ý ha. Khi mà cái khe hở miệng này còn lớn thì cái lượng ấp sức nén nó sẽ lọt qua bên cái khe hở miệng này đi xuống cật te và nó sẽ gây ra hiện tượng đổ hơi. Thì cái khe hở miệng này còn lớn thì cái lượng hơi đổ xuống cật te rất là nhiều ha. Khe hở miệng này còn nhỏ, nhỏ trong cái giới hạn cho phép thì ok ha. Mà nhỏ quá ha, nhỏ quá hoặc là không có thì dẫn đến tình trạng là bó sắc mang. Bó sắc mang được gọi là lúp bê ha. Đó là những cái kiến thức mình chia sẻ để mình đo cho các anh em mình xem cách cái đo. Đo thì các anh em mình hãy dùng cái thước thước lá ha. Đây, thước lá đây các anh em. Ví dụ như cái đó là 0.3, 0.25, 0.3. Đây, thì mình lấy cái thước lá này, rồi mình để vào đây ha. Để vào đây để mình đo ha. Đấy, mình đo này. Các anh em mình thấy không? Đây, vừa khít này nha các anh em. Đấy, các anh em thấy không? Này. Mình đo này. Ha. Đấy, nè, trượt lên trượt xuống này các anh em. Không biết là các anh em mình có thấy được hay không, do tại vì cái máy quay của mình chưa hiện đại lắm. Anh em nào mà có tiền cho mình vay ít để mình mua máy quay đầu tư cho quay cho các anh em mình xem ha. Đấy. Có đó là được gọi là đo khe hở miệng. Mình phải đo toàn bộ ba cái bao nhiêu cái sắc mang thì mình phải đo như vậy ha. Mình đo để mình phát hiện ra rằng là cái khe hở miệng này đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Nếu chưa đạt thì hãy đi mài khe hở miệng này. Trên mài á, mài thì chúng ta có thể dùng cái dũa, mà dũa hoặc là cái máy mài chuyên dùng, chúng ta có thể mài mài sao cho nó phẳng ha, là ok nha, không có vấn đề gì cả ha. Hy vọng rằng là những cái điều mà mình chia sẻ trong video này cũng đã đủ giúp ích được tất cả các bạn là sinh viên, tất cả các bạn là thợ mà chưa lành nghề ha. Hy vọng rằng là video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn.